chị muốn dẫn vô trong nhà cũng phải tốn tiền mà. Đó, cũng thế. Để coi, chẳng hạn như mọi người có điều kiện, có tiền thì mọi người cứ làm cho đã cái lương mọi người đi vào được bao lâu. Tại vì cái tiền đó là tiền của mọi người, tụi em nói đây á, ai hiểu được hiểu, ai không hiểu được thôi. Tại vì cái tiền của mọi người tụi em nó sẽ không quyết định, tụi em cũng sẽ không tác động tới. Thì khôn mọi người nhờ dạy mọi người tự chịu thôi, chứ tụi em cũng đâu có chịu giùm được. Có nhiều người đi và về đã nói rồi đó, trời thất vọng quá. Đi lên vốn hả 60 triệu rồi tiền này tiền kia, cái gì cũng tiền rồi thức đêm thức hôm. Tại vì vô nha, mọi người muốn gặp ổng là phải bóc số. Mọi người mừng tưởng giống như mình đi khám bệnh ở trong bệnh viện Hòa Hảo đó thì phải bốc số, tại vì số lượng bệnh nhân quá đông. Thì cái này cũng vậy, phải bốc số và không số thứ tự, không biết tới chừng nào thì cứ ngồi đợi. Và đợi ngoài nắng, ngoài mưa, ngoài gió gì đó, không biết đợi tới bao lâu. Chẳng hạn giờ có đông quá đợi mấy ngày vẫn phải thuê phòng ngủ để đợi. Thì mọi người thấy nó có lý hay không? Đó, rất là tốn kém nha mọi người. Có những gia đình em thấy lên chợ đem liều ra dựng liều ở ngoài đường ngủ. Nó chờ làm gì phải đi hành xác dữ vậy trời. Dựng liều ở ngoài đường ngủ luôn. Người ta có tiền người ta đi. Không có tiền thầy thấy người ta đi ngồi khó chịu. Con khó chịu hồi nào bà nội. Trời, con đang dễ chịu chứ, đang ăn cái cây gì luôn á. Xin lỗi chị Lý, chị muốn dẫn vô trong nhà cũng phải tốn tiền mà. Đó, cũng thế. Để coi, chẳng hạn như mọi người có điều kiện, có tiền thì mọi người cứ làm cho đã cái lương mọi người đi vào được bao lâu. Tại vì cái tiền đó là tiền của mọi người, tụi em. Rồi, hết phim hạ màn. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Màn kịch đã hết thì ta kết thúc chương trình. Rồi, hết phim rồi nha quý vị. À, thầy cũng gửi đơn luôn rồi. Đó, đề nghị là giải tán bà con đi, giải tán đừng tụ tập nữa nha. À, bây giờ nói chung là không giải tán thì người ta cũng tự về. Đâu gì đâu mà làm lố quá, đâu cần phải gửi đơn cơ quan chức năng đồ, yêu cầu giải tán đồ nữa. Nó bữa nay bắt đầu là thấy giãn tuồng rồi, tuồng nó giãn rồi, sáng nay thấy leo que còn mấy móng à. Không có ai lên Gia Lai nữa đâu quý vị ơi, thấy không? Họ về họ tỉnh ra trơn rồi đó. Đó mấy người mà gọi là lên đó là tiền mất tật mang rồi về nhà đau ốm bệnh tật các kiểu lên than khóc đồ đó đó. À, cái đó ngu chịu chứ ai đâu mà ép đúng không? Đó nói dân trí thấp thì buồn thì tự ái đó. Đó không có cái bệnh gì hết á, cái bệnh đó là chỉ có cái bệnh u mê đó, bệnh u mê quá là thôi chịu đi chứ giờ sao giờ trách ai được ha, tự trách mình chứ trách ai được ha. Vô Đại Nam thì nói 150.000 cái vé, trời ơi nó bán 150.000. 150.000 vô chơi đã đời ông Địa, cái trò chơi nào cũng nhảy lên đi miễn phí hết trơn trời rồi. Đó súng rồi bơi tắm dưới biển đó, đó họ xây cho cái biển tắm rồi cái 150.000 á thì kêu là tốn kém. À 150.000. Đó lên trên Gia Lai toàn là mấy chục triệu không á, hôm qua bà kia 12 triệu rồi bữa nay thêm bà này 60 triệu nè. Đó, 60 triệu lên trên đó mà ngủ ngoài đường chứ không có được ghế mà ngồi như Đại Nam đâu. Ngủ ngoài đường á, ngồi lạnh á, 1 giờ sáng tới 7 giờ sáng. Ngồi chầu trực đó, mà có gặp được thầy đâu. À, tiền mà ít là ngồi hướng này thầy đi hướng kia kìa. Tiền nhiều thì mới biết được thầy đi hướng nào nha. À, có tiền trơn á. À, quý vị thấy chưa, càng ngày nó càng lộ liễu, nó càng trơ trẽn mà. Quý vị yên tâm, đó, sự thật nó sẽ được bóc trần. Những cái lời bà Hằng nói là nó chính xác nha quý vị. Nó chính xác từng chút, mỗi ngày nó chứng minh một chút. À, phim nó giãn rồi quý vị, tới hồi kết thúc rồi, hạ màn kéo rèm rồi. À, nhiều người nè, à, rất là nhiều người nè, rất là nhiều người đã quay xe nè, đây. Tôi cho quý vị coi, đây cũng một cái chị mới đăng lên nữa nè. Đó, chị này mới đăng lên nha. Đó, mình bắt đầu từ 14h36 phút ngày 3 tháng 11 nè. Không ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ nữa nè. Đó, không ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ nữa. Không vì lý do chị Hằng nói. Ê, có nghĩa là không phải là chị Hằng nói, mà là ngẫm và nghiệm. Đó, ngẫm và nghiệm ra mấy câu thầy nói mê muội con người lao động nè. À, lười lao động không trách nhiệm khi mắc nợ, à, không về nếu như ba mẹ có ra đi, ai từ thiện thì cũng không bằng giữ giới, cho nên ngẫm xàm như ông quan trà thôi, bye bye đó. Đó thấy không, thấy chị này là bỏ hết hình ảnh đồ vô trong cái thùng xốp đồ này nọ. Thôi áo Minh Tuệ nè, nón Minh Tuệ nè, đó bảy màu đồ các kiểu nè. À, rồi hình ảnh đồ ha, bỏ hết vô trong hộp rồi, đóng lại, bye bye.
cái này là tự người ta ngộ ra đây chứ không phải là tại chị Hằng nói nha. Chị Hằng không có tác động gì vào cái câu chuyện này hết á, tự người ta ngẫm ra thôi. Mà tôi nói quý vị nghe, 10 người á lên đó về là hết 9 người là ngẫm ra rồi. Tôi nói bà con rồi không chịu nghe, lên trên đó đi, hòa mình vô trong đó. Ở nhà nhìn qua tivi rồi nhìn qua YouTube rồi nói ô hồ bà con mình hả, rất là háo hức, bà con mình rất là thành tâm, ai cũng được phước, nhìn mặt rất là hoan hỷ đồ này kia. Hòa mình vô trong đó đi rồi mới thấy không có tiền thì ngồi giống như là cóc ghẻ vậy đó quý vị nha. Cái gì cũng vạn sự tiền đâu đó. Sáng nay ông Minh Tuệ ông gửi một cái đơn lên cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, ông nói là xử lý, đề nghị xử lý những ai đăng thông tin ông lên mạng xã hội, nhưng mà ông kèm thêm cái câu cuối nữa là khi không được sự cho phép của ông. À, có nghĩa là người nhà, công ty nhà, truyền thông nhà là mấy kênh là được đưa thoải mái nha, được đưa thoải mái những cái kênh nào bên ổng thôi. À, còn những người khác đưa lên là xử lý hết. À, nếu mà mình tu tập mình buông bỏ thì thôi kệ, ai nói gì nói, không quan tâm, người ta muốn làm gì làm đúng không, ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. À, một là mình đừng nói gì luôn. À, ai nói ai làm gì làm, ai muốn đăng ai muốn xuyên tạc gì kệ. À, mình chỉ chuyên tâm ra mình tu tập, mình đi theo con đường của mình đó. Đó, thời gian nó trả lời đúng không. À, mình chỉ im lặng thôi. Còn hai, nếu mà mình cấm á, mình không muốn cái hình ảnh của mình nó bị ảnh hưởng, mình tập trung vào chuyên môn để mà mình tu á, đó thì mình đề nghị cơ quan chức năng xử lý là xử lý hết. À, tôi không đồng ý sử dụng hình ảnh của tôi trên mạng xã hội, bất kể người nào, tôi không muốn bất kỳ một hình ảnh của tôi xuất hiện trên mạng xã hội nữa, đúng không? Thì xử lý là xử lý hết những người nào quay đưa hình ảnh của thầy lên. Đằng này gửi đơn mà gửi đơn cũng ngộ quá ha. À, chỉ là đề nghị xử lý những người nào mà đăng mà tôi không cho phép thôi. À, còn những người nào tôi cho phép thì ngộ quá ha. Buông bỏ dữ ha. Ngộ, tỉnh đi bà con, tỉnh lại đi. Thấy không? À, bữa nay mà còn nói hạnh đầu đà cái gì nữa mà đầu đà. Bữa nay còn gửi đơn lên để cho con được tu tập theo hạnh đầu đà. Ông bữa nay mà đầu đà cái gì nữa. Bây giờ là bà con là tụ tập lên đó mấy tháng nay là phá trơn giới của ông rồi, đâu còn giữ giới được nữa đâu mà hạnh đầu đà, đúng không? Bây giờ ăn có người đưa tới nơi rồi đó, toàn là ăn sushi quấn đồ không à, ăn đồ ngon không à. Đó, khổ hạnh cái chỗ nào, ngày ông đi có 15 phút ra cái ông vô à. À, ngủ bây giờ cũng có chỗ an trú rồi, có công ty đồ này nọ rồi á, quần áo thì cũng có người lo rồi, nghe không? Mấy cây giải mà giác đi đó. Quý vị thấy không, nếu mà không có cái sự sắp xếp, tôi hỏi quý vị làm gì có cái hình ảnh này. Quý vị có nhớ cái bữa hôm mà ông Minh Tuệ ông giác cái cây giải màu đỏ đi không? Đó, cái lần đầu tiên mà ông giác cái cây giải ở trong công ty ra, cây giải màu đỏ mới đấy. Đó, thì ổng vừa giác ra là ở ngoài thấy người ta đã bán cái hình của ổng, cái hình của ổng ôm cái cây giải màu đỏ rồi. À, quý vị thấy chưa? À, cái hình nó chụp ở đâu mà lẹ vậy? À, có phải là ekip người ta đưa cái hình ra trước không? À, cái hình ổng ôm cây giải màu đỏ đó quý vị. Rồi mà khi ổng vừa giác ra là ở ngoài đã bán cái hình ổng mang cây giải màu đỏ rồi đấy. Quá nhanh quá nguy hiểm nha. À, công ty này cập nhật quá lẹ. Cập nhật quá lẹ nha, cập nhật thông tin quá trời là xuất sắc. À, bây giờ bà con mình á thì cứ là chạy theo rồi cứ bị cuốn theo này kia nọ, rồi bây giờ nhiều người họ thấy mất tiền mất bạc, ảnh hưởng sức khỏe mà không được cái gì đó. Mấy má đem về mấy cái bịch đất á, mấy bịch đất với mấy chai nước suối đó, rồi bây giờ về cả nhà cầm cái bịch đất nhìn nhau không biết cái mấy cái ụ đất chỗ cốc ông tu đó quý vị, giờ về không biết làm cái gì đó. Đó, rồi bắt đầu gia đình bắt đầu cãi nhau nè, đau ốm bệnh tật rồi bắt đầu báo con báo cái nè. À, bắt đầu là xào xáo gia đình nữa nè, nhiều thứ lắm nha, đủ thứ rối ren hết trơn á. À, tôi nói quý vị nghe, tự họ nhận ra thôi, không cần bà Hằng phải vạch mặt nữa. Bà Hằng bà quăng ra cái trái sầu riêng đó là giờ tự là đá qua đá lại rồi bầm đen hết trơn. Đó, vạch mặt cho người xem lưng nha. Đó, đủ thứ trên đời rồi. Còn bây giờ tôi nói quý vị nghe nè, nhiều người người ta đã ngộ rồi, tôi đưa cho quý vị thêm một cái
một cái trường hợp của một cái fan chân chính nữa. Đó, fan này là cực kỳ gọi là u mê luôn, nhưng mà bây giờ cũng quay xe rồi. Quần áo đồ các kiểu nha, thầy tuệ bảy màu đồ các kiểu, tượng dây chuỗi đồ các kiểu nha. Đó, giờ họ cũng quay xe hết trơn rồi đó, mời bà con chúng ta coi qua cái phóng sự quay xe của của chị này nghe. Đó, mọi người thấy đi, trước đây tôi cũng là một người cũng đã từng u mê u muội với mọi người. Trời ơi, nói chung là tôi mua đủ thứ hết trơn á, tôi bỏ tiền là tôi mua đầm, tôi mua áo sơ mi, áo thun, rồi nón bảo hiểm, rồi giày, rồi cái gì dép nè, nón bảo hiểm, nón tay bèo. Nói chung là tôi mua đủ thứ trên, cái gì mà liên quan tới thầy Thích Minh Tuệ là tôi đều mua hết. Nhưng thời gian sau này thì tôi mới cảm nhận ra nó không phải là như vậy. Thật sự mà nói nó không phải là như vậy luôn. Và những người và những ai mà lên phản biện thầy mà lên không thích về thầy, Hoàng Kim vẫn phản biện mọi người. Nhưng sau này thì Hoàng Kim nghĩ là nó không phải là như vậy. Thì Hoàng Kim nghe được những cái clip sau này thì nói về cái vấn đề đi tu mà cha mẹ mà có mất đi chăng nữa kêu về cũng không về. Cái đó là cái tội bất hiếu, Hoàng Kim không đồng ý điều đó. Thứ hai nữa thì thầy nói là nếu mình đi tu thì các nước khác sẽ đem lại đồ ăn thức uống cho mình. Thì Hoàng Kim cảm thấy như là một cái gì đó mà mình sống mình bị lười biếng gì đó, rồi mình phải cần những người khác ban phát cho mình cái lòng thương hại. Thì Hoàng Kim rất là không thích ai thương hại mình đó. Và xong nữa thì cái vấn đề mà hỏi thầy như thiếu nợ mình có đi tu được hay không, thì thầy nói là mình đi tu được từ từ người ta xét, có người khác trả nợ thay mình. Thì tại sao mình lại cảm thấy là mình một cái trách nhiệm mình phải đẩy cho người khác như vậy? Thì mình cảm thấy nó những cái lợt lạc. Và đặc biệt hơn thì cái công ty Thiên Định Tệ không để một cái lá cờ Việt Nam là Hoàng Kim không đồng ý và không chấp nhận điều đó. Một cái công ty đang ở Việt Nam mà không có một cái lá cờ Việt Nam nào, nhìn lại toàn tất cả lá cờ bảy màu hết, thì Hoàng Kim đặt cái dấu chấm hỏi liền. Nó là cái gì? Tại sao phải như vậy? Tại sao không để cái lá cờ Việt Nam mà tại sao những cái lá cờ toàn lá cờ bảy màu hết? Thì từ chỗ đó, mọi người biết không, Hoàng Kim những cái đồ nào liên quan tới ông Cờ Tuệ Hoàng Kim bỏ ngang hết. Hoàng Kim bỏ ngang hết mọi người. Hoàng Kim bỏ ngang hết. Đó. Rồi, như thường lệ thì cuối video clip thì Sơn Sàm xin giới thiệu một vài sản phẩm của gia đình Sơn Sàm nha. Đó, tất cả là hàng Nhật ở trong cái Zalo này. 100% là sản phẩm made in Japan, hàng Nhật, chất lượng Nhật nha quý vị. Đó, các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể truy cập vào Zalo hoặc Viber số này luôn nha. Mình gửi hàng đi nước ngoài luôn. Đó, các anh chị trong nước thì có thể gọi điện trực tiếp số này gặp Sơn Sàm nha, hoặc truy cập vào Zalo. Thì mỗi video Sơn Sàm giới thiệu khoảng vài món thôi ha, cho cả nhà mình tham khảo. Đầu tiên là cái nano giải độc gan đây cả nhà. Nano giải độc gan nha. Đó, các cô chú anh chị, những người trung niên, những người lớn tuổi, những người bị những cái bệnh về gan như là chức năng gan suy giảm nè, viêm gan B nè, rồi xơ gan nè, rồi men gan cao nè, và đặc biệt là những người nào hay sử dụng bia rượu, thuốc lá nhiều đó quý vị, thì sử dụng cái sản phẩm nano giải độc gan này, nó sẽ đẩy độc tố trong cơ thể chúng ta qua con đường nước tiểu và mồ hôi. Đó, dùng 6 viên một ngày này thôi nha. Đó thì buổi sáng mình ngủ dậy á, nước tiểu rất là hôi và đều mồ hôi mình nó toát ra liên tục nha, mồ hôi cũng rất là hôi quý vị. Đó thì sử dụng một liệu trình 2 đến 3 hộp này thì cái gan mình nó khỏe nha. Đó, cái chức năng gan mình như người khỏe mạnh luôn, nó thanh lọc cơ thể cực kỳ tốt nha. Nano giải độc gan quý vị, một hộp này 330 viên nha. Đó, em lấy 3,5 triệu nha, đúng giá 3,500,000, free ship toàn quốc nha cả nhà. Rồi, nano giải độc gan 3,5 triệu. Kế tiếp là gì? Kế tiếp là hai cái sản phẩm collagen đây quý vị. Đó, collagen này thì nam nữ BD đều dùng được nha. Đó, nam nữ BD đều dùng được hết. Thì collagen là gì? Khi cơ thể chúng ta càng lớn tuổi thì cái collagen trong da mặt chúng ta nó sẽ bị bào mòn và giảm sút, đúng không? Thì cái sản phẩm này nó bổ sung collagen. Đó, nó làm da mặt mình căng lên, trắng hồng láng mịn, càng uống càng đẹp như da em bé nha quý vị. Đó thì collagen PH này là một cái thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản rồi. Ở đây nó có hai dạng nha. Đó, cái hộp màu hồng này là dạng bột, mà cái màu trắng này là dạng viên. Đó, dạng bột thì ở trong này nó có 30 gói, mỗi ngày mình uống từ 1 đến 2 gói, mình pha với nước ấm nè, nước trái cây nè, sữa tươi, nước chanh rồi các kiểu mình pha mình uống đều được hết nha quý vị. Đó, thì một hộp này uống được gần tháng á. Đó, ngày uống 1-2 gói nha. Hộp này 30 gói thì em bán 900.000 một hộp. 900.000 một hộp, các anh chị nào mua một liệu trình 3 hộp thì em giảm còn 850 một hộp thôi ha. Đó, còn cái dạng viên thì trong này nó có 120 viên, mỗi ngày uống 2 viên sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ. Đó, cực kỳ đẹp, da mặt đẹp lắm quý vị. Rồi, thì
thì 120 viên uống được 2 tháng, hộp này em bán 2.150.000 nha, 2.150.000, ok. Rồi kế tiếp là gì? Linh chi đỏ, nano linh chi đỏ nha. Cái này thì bồi bổ cơ thể toàn thân. Đó, bồi bổ cơ thể nha cô chú anh chị, những người nào bị suy nhược cơ thể nè, ốm yếu gầy mòn, suy dinh dưỡng nè, và đặc biệt là ví dụ gì, mới trải qua một cái cơn bệnh mà nằm liệt giường đó, hoặc là đã bị Covid mà bây giờ là trong cái thời kỳ hậu Covid đó, cơ thể nó cần tái tạo lại cũng như là nó phục hồi tất cả mọi thứ nha. Thì cái nano linh chi đỏ này nó làm cho mình gì? Hấp thu tất cả những chất dinh dưỡng mình ăn vào. Đó, nó phát triển về sinh lý nè, rồi tăng cường cơ bắp nè. Đó, nó lấy lại những cái nó lấy lại những cái chỉ số cần thiết cho cơ thể nha quý vị. Đó, bồi bổ cơ thể cực tốt. Đó, thì cái này 300 viên em lấy 3.500.000 luôn. 3.500.000 luôn nha. Đó, còn cái sản phẩm cuối cùng muốn giới thiệu trong cái video ngày hôm nay là cái Natto Kinase. Đó, Natto Kinase nha cả nhà. Đây là một cái sản phẩm cao cấp nhất đó, dành cho những người trung niên và lớn tuổi, phòng ngừa và điều trị tai biến và đột quỵ nha quý vị. Đó, quý vị thấy người Nhật á, những người Nhật người ta sống rất là thọ, có người 100 mấy tuổi, 120, 110 mấy, 120 mấy tuổi nha. Người già người ta sống rất là thọ, người già rất nhiều. Tại sao người ta sống thọ như thế? Là tại vì những cái sản phẩm về sức khỏe người ta rất tốt, và đây là một trong số đó nha. Đó, cái Natto Kinase này phòng ngừa và điều trị đột quỵ và tai biến. Những ai đã bị đột quỵ tai biến rồi thì mình uống điều trị, và những ai đang có nguy cơ thì mình uống phòng ngừa nha quý vị. Rồi hộp này 300 viên luôn, em bán 3.850.000 đó. Thì em giới thiệu một vài sản phẩm thôi, còn rất rất nhiều ở trong cái Zalo này, các anh chị có thể truy cập vào Zalo này để tham khảo nha. Đó, các anh chị nước ngoài thì liên hệ qua Zalo hoặc là Viber nha. Đó, Sơn Sàm gửi hàng đi nước ngoài hết luôn nha quý vị. Còn các cô chú anh chị dưới quê, những người lớn tuổi đó, không có Zalo, không có smartphone thì mình điện thoại trực tiếp số này đặt hàng Sơn Sàm, cho địa chỉ số điện thoại là Sơn Sàm ship tới nơi, ở trong nước là miễn phí ship hết nha, free ship tất cả. Rồi ship tới nơi nhận hàng, rồi kiểm tra hàng, rồi thanh toán cho shipper nha. Đặc biệt đây là hàng của gia đình Sơn Sàm, kênh YouTube của Sơn Sàm nha, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Đó, cho nên đây là hàng của em, kênh của em không có bán hàng tầm bậy đâu cả nhà, yên tâm. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả ngược lại cho em, alo trả lại cho em hoàn tiền gấp 10, đúng không? Đó, bán hàng là phải uy tín như thế. Rồi, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị sức khỏe nè. Đó, năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.